ông bà cô chú anh chị em đến với kênh của bé hạt tiêu nha. Chào ông bà cô chú đến với kênh của bé hạt tiêu nha. Hôm nay thì hai mẹ con đi xuống phố nha ông bà cô chú. Thì bé hạt tiêu và mẹ đi ra Hà Nội có công việc, xong rồi bé hạt tiêu dẫn mẹ đi ra Hồ Gươm để tham quan nha. Tại vì chắc là lần đầu tiên mẹ bé hạt tiêu ra đây luôn á. Đi ra Hà Nội thì cũng chắc cũng 2-3 lần rồi nhưng mà chưa ra đây đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, em bị giật sao anh mẹ. Có ai thấy không? Hôm nay hạt tiêu có caramel bí ẩn nha. Caramel bí ẩn nhấu tên nha. Đi ra đây mình chụp ảnh. Chụp ảnh thôi. Chụp ảnh thôi cái này. Đợi ủa không ăn thì tăng à chẳng. Có xeo cơm bơ. Hãy quay xe bơm, quay bình thường cái này, quay đặt cái này. Có sự kích cồm. Nó ơi, có sự kích cồm hay là đi hai xe này. Bán như nào chú? À cái đấy á? Dạ. Cái dị 10.000 một lạng hết, đây bổ rồi đây, còn cái này là chưa ngọt. Thế lúc mà mang về nhà. Dạ, hả? Mình lấy cốc. Dạ, dạ lấy cốc đi chú. 10.000. Tiếp tục ăn chú. Lấy 10.000 đó. Cái này hàng nữa. Dạ nó được rồi chú ơi, không ăn hết đâu. Dạ. Bởi vì là một lạng chỉ có mấy quả đấy làm gì. Lạng có 100g. Dạ. Có 20.000 thế này. Thế bác lắc ra. Dạ, lắc cái này đi. Xấu à, 10.000 xấu nữa. Dạ. À rồi. Dạ, ăn thử xấu. Để, dạ. Ăn thử để cho nó biết. Lấy 10.000 thôi nha chú. Rồi, 10.000 xấu chín. Đấy, à, 5 quả. 6 quả. Cố gắng nhất chú. Nè, thì lấy xiên nhé. Dạ lấy xiên. Không có xiên là ăn nó dính lắm vì nó có muối ớt mà. Lấy 3-4 cái. Rồi, đi. Nặng đi chưa? Nặng ơ. Nặng đi chưa? Nặng lên nặng. Ngồi đây đi, ngồi đây cho mát đi. Ngồi đây được không chú? Rồi em cứ ngồi. Dạ. Ư bà bà ơi. Rồi bé hạt tiêu thì ra đây đi ra đây nhiều lần rồi nhưng mà cũng đi vòng vòng cái hồ này là lần thứ hai nha ông bà cô chú. Bên kia có cây cầu màu đỏ. Mèo hành cậu ơi, mèo hành thắp nhang cậu nào bà thôi ngồi đây ơi. Sao có đứa sao rồi đây chị cây thì à bơ thì tán nguyên mình câu mà chị bơ. Thôi chị thắp thắp nhang nha. Rồi đi. Bây giờ mẹ Tiêu với mẹ sẽ đi qua bên kia nha ông bà cô chú. Tham quan với lại thắp hương. Tắt hôi mà thôi. Người không? Những người không? Người xí quay bất nào bà. Ơi chết này ơi. Không cần nhiều đâu, nhưng mà biết nói nghe đấy. Biết cho các bạn đấy. Đây bây giờ mẹ và bé hạt tiêu sẽ đi qua bên kia nha mọi cô chú, cây cầu màu đỏ. Mời cả nhà ăn nha. Đây. Mẹ bé hạt tiêu nhìn xuống phố nhìn đây thôi. Mặc một bộ đồ màu đen.
con đi thì mic của bé hạt tiêu hết pin ông bà cô chú, nên là ông bà cô chú thông cảm nha. Bây giờ thì mấy mẹ con sẽ đi đi vô trong đền để mình thắp hương nha. Trong đây thì người ta bán vé nên là mình sẽ đi mua vé nha bà cô chú. Rồi nha cả nhà ơi, đã chụp ảnh các kiểu xong rồi, bây giờ sẽ đi vô nha. Tại vì bé hạt tiêu đi nhưng mà cái mic hết pin hồi nãy thì có, nhưng mà bây giờ nó hết pin không bà cô chú. Quay hết cũng. Nhưng mà con chú ơi, vô đây thì người ta không có cho mình quay video nhiều á. Mẹ thì đang đi thắp hương á. Thì bây giờ bé hạt tiêu sẽ tắt ở đây nha, xíu nữa có gì bé hạt tiêu quay tiếp nhưng mà con chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từng ăn bánh. Rồi em sẽ chuẩn bị đi về nhà nha. Tại vì đi rất là vội vàng nên không có đi chơi nhiều được. Đi ra hôm qua sáng tới xong hôm nay sáng là đi về. Chia sẻ, đăng ký kênh nha. Bye bye. Ê.